báo Mỹ không có cách nào thoát được caliber của Nga. Tờ Military Watch của Mỹ ghi nhận rằng caliber đã được sử dụng rất thành công trong cuộc chiến chống quân khủng bố vào cuối 2018. Trong suốt tuần qua, trên các tờ báo chuyên ngành quân sự nước ngoài, đặc biệt là của Trung Quốc và Mỹ, đang diễn ra một cuộc tranh luận rất sôi nổi về chủ đề nên xếp kiểu tên lửa có cánh nào của Nga vào loại tên lửa khủng khiếp nhất. Ứng cử viên hàng đầu được các chuyên gia đề xuất phong danh hiệu loại vũ khí giết người đáng sợ nhất là B-700 Granite đã luống tuổi của Nga. Kiểu tên lửa có cánh này có thể đạt tốc độ tối đa tới 2,5 m, mang đầu tác chiến nặng 750 kg, tầm bắn 600 km. Tên lửa B-700 này đã từng có thời gian được lắp đầu tác chiến hạt nhân. Chính nó là tiền thân của các bầy tên lửa thông minh. Khi được phóng loạt, những tên lửa kiểu này vừa bay vừa trao đổi thông tin với nhau, phân mục tiêu cho từng tên lửa để tấn công và chúng thường tập trung ưu tiên những cao lớn nhất trong đội hình tác chiến của đối phương. Các chuyên gia nước ngoài cũng đề xuất thêm cả P-800 Onyx, đây là kiểu tên lửa trẻ hơn, đã được đưa vào trang bị vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Tốc độ của tên lửa này lớn hơn b 700 cả khi bay ở độ cao lớn 2,6 Mach và khi bay ở độ cao cực thấp là hai mét, cự ly bắn so với B-700 tương đương nhau đều cùng 600 km, trọng lượng đầu tác chiến 300 kg. Tên lửa này có khả năng kháng nhiễu rất xuất sắc, khả năng giữ bí mật tuyệt vời, vì khi bay đến gần mục tiêu, nó sẽ hạ độ cao xuống còn 10-15 m. Tên lửa Onyx có kích thước và trọng lượng nhỏ hơn Granite, và vì vậy không chỉ có phiên bản phóng từ tàu biển mà còn có cả phiên bản phóng từ máy bay nhiệt độ các cuộc tranh luận như đã nói ở trên cao đến nỗi nguyên tư lệnh hạm đội biển baltic hải quân nga đô đốc vladimir baluev cũng phải vào cuộc can thiệp ông này tuyên bố rằng tên lửa granite đã là quá khứ Tên lửa chống hạm tốt nhất của Nga hiện nay là Caliber, vì Kalibr đã có tầm bắn kỷ lục, các phương tiện phòng không hiện có gần như không thể đánh chặn được. Tạp chí Military Watch của Mỹ phân tích các vấn đề quân sự hoàn toàn đồng ý với ý kiến của vị đối đốc nga nói trên. tuy nhiên Military Watch đã xem xét tên lửa này từ một góc độ hơi khác. Caliber đó là một dòng tên lửa có cánh phóng từ biển. chúng được trang bị cho cả các tàu ngầm tấn công, các tàu mặt nước cỡ lớn và cả các tàu tên lửa cỡ nhỏ. dòng tên lửa này có các kiểu tên lửa sau. 3M54 được sử dụng tấn công các mục tiêu trên biển, cự ly bắn tới 500 km, tốc độ gần âm nhưng ở pha cuối quỹ đạo bay tên lửa tăng tốc lên 3M. Ba M-14 được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất, cự ly bắn 2.600 km, tốc độ cận âm. 91R1 và 91R2, đó là các tên lửa ngư lôi, được thiết kế để tiêu diệt các tàu ngầm. Trọng lượng đầu tác chiến của dòng tên lửa Caliber, dao động từ 200 đến 450 kg, có phiên bản trang bị đầu đạn hạt nhân cho tên lửa 3M14. Tên lửa tốc độ cao 3M54 không làm cho Military Watch sợ, bởi vì đối với các mục tiêu trên đất liền, trước hết là các thành phố, đó không thể gây hại được gì, vì chỉ để tấn công các mục tiêu ở trên biển mà thôi. Tên lửa tầm xa 3014 khủng khiếp hơn nhiều. Tạp chí này lưu ý độc giả đây không chỉ là kiểu vũ khí đã có trong trang bị hải quân Nga từ cách đây tương đối lâu, mà nó còn là kiểu vũ khí đã qua thử lửa trong các điều kiện tác chiến thực sự. Cụ thể là tại Syria, vào năm 2015, 26 quả tên lửa 3M14 được phóng từ biển Caspian, sau khi vượt qua một khoảng cách không gian rất lớn, đã đánh trúng các mục tiêu định trước tại Raqqa, Idlib và Aleppo trên lãnh thổ Syria. Tên lửa 3M14 và còn cả tên lửa phóng từ máy bay KH-101 đều có tầm bắn lớn và độ chính xác cao như thế. KH-101 cũng đã chứng minh được các tính năng kỹ chiến thuật ưu việt của mình và cũng tại Syria Tờ Military Watch của Mỹ cũng ghi nhận rằng Caliber đã được sử dụng rất thành công trong cuộc chiến chống quân khủng bố vào cuối năm 2018. Khi đó, các lần phóng đều được thực hiện từ biển địa Trung Hải, từ hai tàu nổi do một tàu ngầm dự án Savianka. Đồng thời, các kinh nghiệm tích lũy được từ những lần phóng tên lửa Caliper tại Syria nói trên đã giúp các kỹ sư Nga cải tiến, hoàn thiện tên lửa để tăng hiệu quả tác chiến. Tên lửa đã được hiện đại hóa lần một và kết quả là độ chính xác tăng lên rất đáng kể. Còn nếu như nói về biến thể chống hạm 3M54, thì phải nói thêm là vào đầu những năm thập niên 20 này sẽ xuất hiện một tên lửa mới, các tính năng của 3M54. Đó là tên lửa chống hạm siêu thanh Zircon. Tên lửa này đã được các kỹ sư của Tập đoàn Khoa học Công nghệ chế tạo máy Rutop nâng tốc độ lên tới 8 Mach. Đó sẽ là kiểu vũ khí tên lửa lý tưởng vì tất cả các hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện có và sẽ có trong tương lai đều bất lực trước nó. Tuy vậy, dù có thế thì tên lửa 3M54 vẫn sẽ không bị mất đi tầm quan trọng của chính mình vì một lý do vô cùng đơn giản, nó rẻ hơn rất nhiều so với Zircon. Rất cần thiết phải đưa ra một nhận định nữa rằng cự ly bắn lớn và độ chính xác cao, đấy không phải là tất cả các ưu điểm của tên lửa 3M14. Những tên lửa này còn có khả năng chọc thủng hệ thống phòng thủ chống tên lửa của đối phương. Chúng gần như vô hình đối với radar của các tổ hợp tên lửa phòng không, vì khi bay vào khu vực nguy hiểm, chúng hạ độ cao xuống chỉ còn 5m hoặc thậm chí là dưới 1m. Trong trường hợp bị phát hiện dĩ nhiên về lý thuyết thì vẫn còn tồn tại một khả năng như thế. Tên lửa bắt đầu liên tục làm các động tác cơ động khiến tên lửa đánh chặn nó bất lực. Trong trường hợp dù nó có bị một đầu tự dẫn radar chủ động khóa mục tiêu, cũng không dễ làm nó đi chệch hướng, bởi vì các hệ thống điện tử của tên lửa bay M14 có khả năng kháng nhiễu rất tốt, có nghĩa là nói nôm na, tên lửa trơ trước các tín hiệu phát ra từ các phương tiện tác chiến điện tử của đối phương. Và đến đây thì Military Watch đề cập đến một chủ đề cực nóng hiện nay, Hiệp ước INF hết hiệu lực. Xin được mở ngoặc và nhắc lại, INF hay còn gọi là Hiệp ước Vũ khí hạt nhân tầm trung, tên đầy đủ Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn phóng từ mặt đất, ký giữa Mỹ và Liên Xô tháng 12 năm 1987 và có hiệu lực kể từ tháng 6 năm 1988. Nội dung chính là cấm thiết kế, thử nghiệm sản xuất bố trí các tên lửa đạn đạo và tên lửa có cánh phóng từ mặt đất tầm trung từ 1.000 đến 5.500 km và tầm ngắn từ 500 đến 1.000 km. Trước đây, khi INF còn hiệu lực, các tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km bị đặt ngoài vòng pháp luật. Nhưng giờ thì đã khác sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi INF vì những lý do nguy tạo, nước Nga không nghi ngờ gì nữa chắc chắn sẽ bắt đầu chế tạo các tên lửa tầm trung và tầm ngắn phóng đi từ mặt đất. Đó sẽ là biện pháp đáp trả bởi vì chính Mỹ cũng đã thể hiện sự nhanh nhạy rất đáng khâm phục khi vào mùa hè năm ngoái 2018 đã cho thử nghiệm hai tên lửa hành trình có tầm bắn hơn 500 km. Chính vì vậy mà vẫn theo tạp chí Military Watch, sẽ rất logic nếu cho rằng các công trình sư Nga làm việc trong phòng thiết kế thử nghiệm mang tên là Novator đang tìm cách kéo tên lửa 3M14 lên bờ. Tuy nhiên, chuyện đó không phải là một bí mật quân sự. Mới tháng 2 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã tuyên bố rằng ngay trong 2 năm 2019-2020 này, Nga cần phải thiết kế ngay phiên bản mặt đất của tổ hợp tên lửa Caliper. Rõ ràng là các công việc liên quan đang được thực hiện. Trong tương lai rất gần, chúng ta có thể sẽ là những người chứng kiến các lần thử nghiệm loại vũ khí này. Cũng dễ để hình dung được rằng các bệ phóng được sử dụng để phóng caliber khô phiên bản mặt đất rất có thể lại là các thiết bị kỹ thuật tổ hợp phóng của các tổ hợp tên lửa bờ ban hoặc là bastion hoặc là tổ hợp tên lửa chiến dịch chiến thuật Iskander M Thêm nữa, từ giờ đến khi chương trình Vũ khí quốc gia 2018-2027 kết thúc, sẽ có một phiên bản mới của tên lửa Caliber, đó là Caliber M. Nó sẽ được bố trí cả trên các tàu nổi do tàu ngầm, cả trên các tổ hợp cơ động trên mặt đất. Tên lửa sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều, vì tầm bắn của nó được cho là sẽ lên đến 4.500 km hoặc hơn. Trọng lượng của đầu tác chiến, như một nguồn thảo tin từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga mới tiết lộ với hãng thông tấn TASS, sẽ vào khoảng gần 1 tấn cũng đã tính tới phương án lắp đầu đạn hạt nhân, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi Military Watch xếp Caliber vào nhóm vũ khí đáng sợ nhất, vào nhóm vũ khí trên biển đáng sợ nhất và loại vũ khí này trong tương lai cũng sẽ định cư trên đất liền. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ xin chào và hẹn gặp lại